bắt nhóm đối tượng dùng súng để giải quyết mâu thuẫn tại thành phố Pleiku. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 2 khẩu súng, 12 viên đạn chì và 9 vỏ đạn đã sử dụng, đồng thời phát hiện Trương Võ Quốc Dũng bị thương nặng trong quá trình xô xát nên đã đưa đi cấp cứu. Ngày 23 tháng 7, thông tin từ công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng mang theo súng để hỗn chiến tại thành phố Pleiku. Theo cơ quan công an, khoảng 0 giờ 40 phút cùng ngày, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát 113 đã nhận được tin báo về việc có hàng chục thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau ở vỉa hè gần bưu điện tỉnh. Tiếp nhận thông tin, tổ công tác lập tức đến hiện trường thì phát hiện tại đây có khoảng 30 đối tượng đang xô xát, trong đó có đối tượng mang theo súng. Phát hiện lực lượng công an, các đối tượng bỏ chạy theo nhiều hướng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã ập vào khống chế bắt giữ 3 đối tượng gồm Phạm Tuân, sinh năm 1998, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pa, Ngô Bảo Côi, sinh năm 2006, trú tại xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pa, Lê Anh Nam, sinh năm 2007, trú tại phường Hội Phú, thành phố Pleiku. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 2 khẩu súng, 12 viên đạn chỉ chưa sử dụng và 9 vỏ đạn đã sử dụng, đồng thời phát hiện Trương Võ Quốc Dũng, sinh năm 2006, trú tại xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, bị thương nặng trong quá trình xô xát nên đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã mang theo súng để đi giải quyết mâu thuẫn với một nhóm đối tượng khác. Vụ việc đang được công an thành phố Pleiku mở rộng điều tra, truy bắt những đối tượng còn lại.